Em cảm thấy không có thoải mái khi sống như cùng với. Hay là bạn có những cái khuyết điểm gì, bạn sợ là ba mẹ chồng của bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm đó vậy là bạn bê bối bạn hay là sao không chăm sóc chu đáo cho gia đình chẳng hạn? Không chị, em tin là em có thể chăm sóc gia đình tốt. Mà một người con gái đi lấy chồng mà không muốn làm dâu thì cũng hơi khó. Đấy cũng đấy là không phải là cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dạ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam là luôn luôn là muốn là cùng ở chung với gia đình để phụng dưỡng bố mẹ. Dù là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ của mình cũng phải coi như là bố mẹ. Chào bạn, là bạn tên gì? Em tên là Huệ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi? Và em mới 27 tuổi thôi. 27 thì mình nói 27, mình nói 28 chi cho nó già. Nhưng mà người ta nhìn vô hồ sơ người ta nói em 28. Vậy hả? Huệ đang làm việc ở đâu? Em làm ở dưới Bình Dương, là nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán. Rồi, Huệ 28 tuổi, làm nhân viên kế toán. Mời chàng trai. Bạn có thể giới thiệu tên mình cho người bên kia nghe. Dạ, em tên là Tường Thoại, năm nay em 29 tuổi. Dạ, hiện giờ em làm nhân viên giáo vụ ở một trường học. Và em có dạy thêm tin học cho mấy bé trường học. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì nó đặc biệt lắm. Thì em chỉ cần là bạn hiền, biết tôn trọng mình với gia đình mình. Rồi đặc biệt một cái nữa là biết nấu ăn. Đấy, bạn đưa ra tiêu chuẩn tôi thấy dễ lắm. Dạ. Vậy còn Huệ thì sao? Huệ đến với chương trình với mong muốn là mình tìm một người yêu hay là mình tìm một người để mình tiến tới hôn nhân luôn? Dạ, trước tiên là người yêu trước chị. Người yêu trước ha. Dạ. Nếu được thì bao nhiêu lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, chắc năm sau. Năm sau? Vậy thì bạn mong muốn người yêu của mình là người như thế nào? Em mong muốn người yêu của em là có một chút xíu gia trưởng, quyết đoán, mạnh mẽ, nam tính, đừng có phóng khoáng. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Không hút thuốc này, cao 1m67 trở lên. Dạ. Bạn cao bao nhiêu? Em cao 1m50. Vậy bạn không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích bạn trai nhậu nhiều rồi đê về nhà quậy phá. Ồ, bạn bên kia bạn có nhậu nhiều không? Bên đây bạn nữ không có thích người nhậu nhiều đâu nha. Dạ, tôi đổ tường không dính nào chị ơi. Bạn bên kia yêu cầu là một người rất là hơi gia trưởng chút xíu, nam tính. Anh nhìn thấy em sao anh? Hơi yếu yếu. Bạn trong nó mạnh lắm anh. Có ai nói vậy chưa? Có ai nói bạn yếu yếu không? Dạ cũng có, tại vì em thấy em không dính cái gì nó của con trai nó hư hết trơn nên người ta cứ nghĩ em là yếu, nhưng mà thật sự em không có yếu. Chắc không? Có chắc không? Dạ cũng chắc chị. Huệ ơi, nhưng mà dạ, mình từ xưa tới giờ bạn đã có mấy mối tình rồi? Dạ một. Một cách đây bao lâu rồi bạn? Cách đây hai, chia tay một năm rồi chị. Chia tay một năm thì lý do tại sao mình chia tay? Là gia đình bạn trai với gia đình em không có đồng ý. Ủa làm sao? Vì nhà mà nó xa quá nên không có đồng ý cho em đi xa. Ủa mà anh ơi, anh quê ở đâu vậy? Dạ em ở đây chị ơi. Ở đây mình luôn hả? Dạ. May quá. Trời ơi, tự nhiên mình quen nhau yêu nhau rồi bây giờ xa gia đình ta không chịu là thôi hả bạn? Dạ. Ồ cũng khó quá ha. Còn gia đình bạn nam gia đình khó lắm. Dạ gia đình em cũng dễ lắm anh. Bạn có bao nhiêu người trong gia đình? Dạ em có ba mẹ với lại đứa em. Vậy là hết rồi, có hai người thôi. Dạ. Lấy vợ về ở nhà hay là ba mẹ cho ra riêng? Thì cũng ở với nhà một thời gian rồi đó tính sau. Bạn nữ có thích làm dâu không? Dạ không thích. Tại sao vậy? Tại vì em thích sự tự do. Tự do nhưng mà bây giờ bên kia mà bạn trai người ta mong muốn là bên bển ba mẹ bạn ấy muốn bạn nếu, làm dâu. Nếu mà trong thời gian ngắn thì được. Thời gian ngắn là sao bạn? Thì ví dụ như sống nửa năm một năm thì được. Ở gì, luôn được không? Gì kỳ dạ, được ở luôn. Ba mẹ anh dễ lắm em ơi. Thì em cảm thấy không có thoải mái khi sống như cùng với. Hay là bạn có những cái khuyết điểm gì, bạn sợ là ba mẹ chồng của bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm đó vậy là bạn bê bối bạn hay là sao không chăm sóc chu đáo cho gia đình chẳng hạn? Không chị, em tin là em có thể chăm sóc gia đình tốt. Vậy thì mình chăm sóc ba mẹ chồng cũng giống như ba mẹ mình thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi bạn nè, bạn bên kia là nhất định là không làm dâu rồi đó. Dạ. Không biết ba mẹ bạn có đồng ý không? Em cũng không biết. Không biết giờ mình hỏi ha. Hôm nay có ba mẹ mình đến đây không? Dạ có. Có hả? Rồi xin hỏi ba mẹ của chào cô chú dạ xin chào cô gái nói rằng là không đồng ý làm dâu thì chú tính sao? Theo tôi nếu mà một người con gái đi lấy chồng mà không muốn làm dâu thì cũng hơi khó. Đấy đấy là không phải là cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Dạ. Đấy, người phụ nữ Việt Nam là luôn luôn là muốn là cùng ở chung với gia đình để phụng dưỡng bố mẹ. Dù là bố mẹ chồng hoặc bố mẹ của mình cũng phải coi như là bố mẹ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô chú ạ. Vụ này căng nha.
Dạ chào chị. À chào bạn, bây giờ hỏi bạn nè. Sao chị? Có vẻ là hai bác không ưng bụng lắm, nhưng bây giờ mở màn lên là cô bạn bên này rất là dễ thương. Dạ. Cái nhìn đầu tiên là xét đánh ngang tai. Dạ. Rồi bây giờ bạn tính sao? Thì như ba mẹ em nói là nếu mà em với bạn ấy có thể yêu nhau là đến hôn nhân thì tụi em có sẽ có quyền quyết định của tụi em. Ba nghĩa mẹ là chỉ coi là như là ba mẹ định gạt qua một bên. Dạ luôn. Không, ba mẹ nói là ba mẹ định hướng thôi chứ không ép buộc. Thì em tin là một là em có thể nói được với cô ấy, hai là có thể bàn bạc lại. Có nghĩa là nói với cô ấy là về làm dâu. Dạ. Còn nếu cô ấy vẫn cương quyết không về thì coi như là mình đi theo cô ấy luôn. Em tin là em có thể thuyết phục được. Phải không? Dạ. Rồi để tôi về tôi thuyết phục phụ nha. Dạ, thấy cảm ơn chị nhiều. Má hứa là không có chịu rồi đó. Cái vụ này không có được nha em. Dạ. Rồi để anh coi. Nhớ người ta nói đúng rồi đó. Em, đâu mà, đâu có gì đâu. Thì... Về ở chung ba mẹ lo mà. Dạ. Chị cũng sướng quá. Ừ, có sướng có gì đâu. Lâu lâu nấu cơm bữa chứ giờ đâu phải như ngày xưa mà bắt phải chăm sóc ba mẹ rồi được đầy đủ chứ đâu phải đâu. Sáng đi làm mà nấu ăn sáng cho ba mẹ xong rồi chiều về nấu cơm chiều thôi mà. Dạ, thấy cũng tốt. Được rồi. Có đâu ăn nhiều tốt. Khi có nhiều ba mẹ chồng hả? Sáng dậy là coi như ba mẹ chồng có nhiều mẹ chồng làm đồ ăn sáng sẵn cho hai đứa con ăn. Đúng đi rồi làm. Đó. Về là có cơm sẵn cho ăn luôn á. Em thấy ba mẹ của bạn ấy sao? Dạ, nhìn thấy bác cũng hiền quá đi chứ. Chịu chưa? Dạ. Chịu làm dâu không? Dạ, dạ, để em trả lời với bạn đó. Đúng rồi, người ta chưa gặp mặt nhau rồi biết đâu trả lời. Trời ơi, gài hàng quá Linh ơi. Thôi vậy được rồi đó, ít có khi nào có hai bác đầy đủ đây nha. Hai bác quyết định rồi đó. Mốt cưới luôn á. Rồi kéo màn lên gặp luôn. Làm cho nó sơm tụ luôn ha. Dạ. Yeah. Màn lên kéo đi. Các bạn có 2 phút để nhìn nhau và quyết định bấm nút. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ anh chào anh. Ờ, dạ em đang làm Bình Dương hả? Dạ. Nhà em ở đâu lận? Em đi làm xa hả? Em ở trọ ở bên Bình Thạnh á. Nhà em ở Tây Ninh. À dạ em lên Tây Ninh hả? Dạ. Vậy em đi bằng xe đưa rước hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ anh đẹp trai á. Mới có người khen lần đầu ấy. Ồ dạ hả? Thì cảm ơn em đi. Cảm ơn em nhiều. Những cách nói chuyện của anh thì em cũng cảm thấy anh cũng hơi yếu đuối đúng không? Không có quyết đoán mạnh nhiều đúng không? Không, chứ do giọng nói thôi. Chứ tính sự việc đó thì mình sẽ quyết đoán theo kiểu của mình. Thế để sau này có gì thì nhận xét sau ha. Giờ cứ bấm nút đi, nhận xét sau. Không chịu tâm sự nói chuyện chứ mình cứ rủ người ta bấm nút hoài vậy. Vậy cho lẹ chị ơi, ngồi đó hai bạn gung hết thì lấy gì nói chị. Anh nói đi, em đâu có thông minh. Thì em cứ hỏi đi, anh nói. Thấy 28, 29 tuổi là cũng lớn rồi đó. Mình phải tính là được cưới luôn rồi, phải sanh con đẻ cái nữa chứ. Không thôi là muộn á. Dạ. Thế em muốn sao đẻ mấy đứa con? Em á hả? Ừ. 3 đứa. Đủ không? Đủ nổi không em? Sao giật mình 3 đứa con, sao giật mình dữ vậy? Em chỉ ước được 2 thôi, một nam một nữ thôi là được, em vui lắm rồi. Buồn lắm. Buồn lắm hai. À vậy cũng được. Rồi sao em ba phải quá vậy, cái gì em cũng được vậy? Muốn làm dâu không? Hỏi em đi. Bây giờ ba mẹ em nói, anh nói vậy á thì em thấy sao? Đó. Đó. Em dễ bị thuyết phục lắm. À vậy hả? Ba mẹ hiền, ba mẹ dễ thương. Vậy anh coi như câu trả lời của em là đồng ý rồi đó. Cài hàng quá ha. Ông cài hàng ghê luôn. Hết thời gian các bạn. Đặt tay ra sau nút nha. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 3 2 Tới hết thời gian là không bấm là thôi nha. 1, 2, 3 Em dạ. Mới đếm có 2 à mà em nhấn nút rồi. Nhấn sợ hơn nút chị ơi. Nhấn vô cả chắc chị. Còn em cảm nhận như thế nào? Thấy anh hiền quá, em phải huấn luyện cho nó dữ dằn lên một chút mới được. Ủa chồng hiền thì tốt, sao phải huấn luyện cho người ta dữ dằn? Được đâu chị ơi, hiền quá. Hiền quá hả? Dạ. Hiền quá mà cũng nhấn nút bây giờ huấn luyện cho nó dữ dằn. Dạ. Trời ơi, hai bạn này gu cũng lạ lắm nè. Có gì chứ, cũng rất là vui vì cũng đã mai mối được cho hai bạn thành công. Có thể đó là những bước đầu, còn nhiều cái e ấp ha, còn nhiều cái chưa có hiểu hết. Thì chương trình sẽ tạo điều kiện cho hai bạn, tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đó là cơ hội đầu tiên để hai bạn hẹn hò với nhau. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được những cái điểm chung. Rồi nhớ có gì là phải về làm dâu nha.
hứa rồi đó. Dạ. Cảm ơn, xin chào. Cảm ơn hai bạn. Mất hút không? Dạ không. Rồi, cao mét mấy? Dạ 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi, mới hỏi có nhiêu đó, để giờ hỏi nữa. Tại vì cái dụng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình á. À vậy hả, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Quyền Linh không? Biết tính chú Quyền Linh là sao không? Dạ, chú ai dưới đó bê đê vậy? Mời bạn nữ. Chào chú Quyền Linh. Chào hai bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình nào. Em xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Trí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai. Và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Huyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào con. Chào anh Vinh kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là mình làm việc trên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em á thích coi chương trình này. Rồi cái nói đăng ký đi, em cũng thích coi, rồi cái em đăng ký luôn. Rồi bây giờ nếu chọn mà bên kia mà đúng đối tượng đó là mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. Khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, bạn giới thiệu về điểm yếu điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao. Tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nặng tính và nóng tính chút xíu. Nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đó, mình điểm mạnh ca hát rồi mình ca thử một khúc đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em cũng muốn gửi một ca khúc. Đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Dạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những anh mang muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em, mến man bên chan thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sáng, mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam, với cát đá xi măng là chính, cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị, cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua cũng 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có mình nhiều. Mình có tìm ra được nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ, thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp, và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á, cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay, tại vì quen nhau rất là khó mà bỏ nhau còn đó là chuyện khó hơn. Cho nên em muốn
mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tính hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Mắt dạ. Rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai. Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm. Mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Kiếm trên 1m7 đúng rồi. Dạ, đừng có gia trưởng, đừng có hay nói dối, với lại tham có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Tật, cái câu tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, à, coi cái là nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bằng tay ra coi. Hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt à. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi cao mét mấy? Dạ 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi. Mới hỏi có nhiêu đó để về hỏi nữa. Tại nghe cái vụ móng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc gì. Không, hình như không có nhuộm. Mẫu người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Quyền Linh không? Biết tính chú Quyền Linh là sao không? Dạ, rồi ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì ở người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng? Nhiều chuyện thì cũng như có, cũng có. Rồi về ngoại hình. Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi. Tại vì em 1m8 mét... Bên đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ được, em không hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đó. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chừng nào tiến tới bạn, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. Vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lỡ có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Quyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Để hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Tao nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ồ. Chào con. Dạ. Trời dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình, bạn muốn hẹn hò. Biết mẹ có gửi gắm yêu cầu gì không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Nào mà dễ thương vậy. Dễ thương quá. Được rồi. Nà, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ủa, đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Em chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương, rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu, nhưng mà thật sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc, nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười ơi, tươi hai lên. Người này mặt buồn quá. Một cô gái cười nha, cười liền nha bạn trai. Rồi, nào. 2, 3, cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như bó hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là kỳ cả. Đối với công việc á thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chỉ ở nhà và làm công việc buổi tối để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương. Rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ cái đó em chỉ được. Chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm, với lại anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình.
Thí dụ như là một cái sự kiện, công việc gì đó cần phải có một quyết định, thì đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không? Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Bao giờ thử rồi nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi giờ em không chịu đâu. Rồi sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi, chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau, nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi, nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Những gì mình có ngày hôm nay, đó là một cái kỷ niệm đầu đời rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ rất là mau đến với các bạn. Thôi vậy tao quay lại với yêu người cũ đi. Bạn có đặt ra cái chuẩn gì cho người đàn ông của mình không? Nếu mà những cái điều kiện về bản chất á, về con người nó ok thì ngoại hình nó cũng là một yếu tố phụ thôi. Cho nên ngoại hình sao cũng được đúng không? Chắc không ạ. Cũng phải cao hơn em tí. À, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Lan Anh ạ. À. Lan Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. 26, mình đang làm gì? À, em là trợ lý kiểm toán. Trợ lý kiểm toán. Dạ. Rồi, xin mời chàng trai. Bạn tên gì? Chào anh, chào chị Cát Tường, chào các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Ninh, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, học về ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc và sống ở Đồng Nai. Rất là mạch lạc. Lan Anh, bạn nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi. Rồi, từ trước tới giờ mình đã có mối tình nào chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Nhưng mà tại vì tụi em cũng không hợp nhau á, cũng không có đến được kết quả cuối cùng. Bạn nghĩ cái điểm mạnh của mình là gì? Sự nhiệt tình. Khi mà bạn bè cần sự giúp đỡ thì em rất là sẵn lòng. Vậy thì điểm yếu của mình là gì? Hay bị tổn thương với người khác. Hay bị tổn thương là sao bạn? Giống như là khi mà người khác không tôn trọng á thì mình cảm thấy hơi là buồn. À, chuyện bình thường, ai không tôn trọng mình đều tổn thương hết chứ có gì đâu điểm yếu. Dạ, nhưng mà nó hơi dai dẳng đó anh. Dai dẳng thôi là hơi lâu đúng không? Dạ đúng rồi, hơi lâu. Bạn nam có bao giờ bạn làm tổn thương một người phụ nữ, một người con gái nào chưa? Trong cuộc sống thì tất nhiên ai cũng có một lần trải qua thôi. Có rồi hả? Dạ. Cụ thể tổn thương sao? Em nói là chia tay nên làm tổn thương tới người phụ nữ đó. À, bạn chia tay bạn gái hả? Bạn nói phũ phàng quá hay sao bạn? Lúc đó em mới đi làm công nhân với này, sau đó em ôn thi vào đại học thì sau đó lo học rồi sau đó em nghĩ là người phụ nữ đó nên tìm hạnh phúc khác thì em mới nói chia tay. Tại vì bạn không thương người ta nữa gì đúng không? Không phải là không thương mà muốn cho người phụ nữ đó tìm được người hạnh phúc khác. Mà hiện nay công việc của bạn cụ thể là bạn làm gì? Vâng, em thì làm ở bên trung tâm giáo dục và lao động xã hội ở dưới Đồng Nai. Cụ thể là gì bạn? Công việc chính là em là giáo dục viên và quản lý học viên và đi dạy một số kỹ năng cho học viên, kinh nghiệm ấy. Cái môi trường nó hơi căng thẳng ha? Vâng, mới đầu sinh viên ra thì nhìn ai cũng sợ đấy, nhưng mà làm miết rồi nhìn quen thì lại thấy thương. Bạn ở trong đó là bao nhiêu năm rồi? Em làm từ 2015. Nhưng tại sao mình lại chọn ở trong cái môi trường đó? Ở học ở trường nhân văn thì có 3 khối, khối xã hội và khối văn và khối ngoại ngữ, thì em học theo khối xã hội, học về bên mảng ma túy. Cái thời gian bạn làm việc có nhiều không bạn? Có thời gian rảnh để hẹn hò không? Chính vì vậy mà em chia tay mối tình đầu thì em không có ai nữa, bởi vì dành hết cho công việc rồi. Rồi sắp tới yêu người nữa rồi có khi nào nói câu đó nữa không? Không, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Muốn vợ lắm rồi ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ nếu được thì bao lâu nữa mình kết hôn nè? Cuối năm nay ạ.
Rồi để mình hỏi à, vậy Lan Anh, bạn đã sẵn sàng để mà kết hôn chưa? Nếu mà phù hợp thì cũng không vấn đề gì. Thế nào là phù hợp với bạn? Có thể lo lắng chia sẻ cho em, có công việc ổn định, tình cảm thì rất là rõ ràng với tất cả mọi người. Có nghĩa là không lan nhanh. Đúng rồi, có nghĩa là cái nào là yêu đương là yêu đương. Dạ. Cái nào mà quan hệ công việc hay đồng nghiệp là khác nhau. Dạ, bạn nghĩ gì về cái công việc của bạn trai? Em cũng chưa có hình dung ra công việc của bạn trai đó như thế nào. Em mong muốn tìm được người cùng làm công việc với em, là như trong khối kinh tế hoặc là kế toán. Ủa, nghề nào cũng được cho bạn, miễn người ta tốt với mình thôi chứ. Em sợ không có thời gian hoặc là không có điểm chung để mình chia sẻ về công việc. Từ trước giờ bạn yêu lần nào chưa? Có rồi chị. Mình chia tay gần đây nhất là bao lâu rồi? 1.5 năm rồi chị. 1.5 năm. Dạ. Từ đó đến đây là lý do tại sao bạn ế đó. Sợ yêu quá chị, cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu với một người mới. Thôi vậy tao quay lại với yêu người cũ đi. Bạn có đặt ra cái chuẩn gì cho người đàn ông của mình không? Nếu mà những cái điều kiện về bản chất á, về con người nó ok thì ngoại hình nó cũng là một yếu tố phụ thôi. Cho nên ngoại hình sao cũng được đúng không? Chắc không á. Cũng phải cao hơn em tí. Rồi cái điều gì bạn không thích về cái người bạn trai? Đầu tiên là cái sự lăng nhăng. Cái thứ hai đó là không có chí tiến thủ. Khi đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi, còn bạn sẽ đưa ra tiêu chuẩn thế nào về bạn đời của mình? Trung thủy, biết lo cho gia đình. Và công việc của em thì ở trong đó một tháng chỉ ra 2 lần thôi. Em sợ là ít có khi nào người phụ nữ nào mà chịu đựng được. Nên em mong là nếu mà bạn đó đồng ý thì cố gắng xây dựng gia đình cho hạnh phúc. Tháng ra có 2 lần hả? Vâng. Một ngày lần nghỉ bao lâu bạn? Nghỉ được 6 ngày ạ. À, là hai lần là lượt 6 ngày đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Bạn có đặt cái chuẩn người mẫu bạn gái mà mình muốn tìm là như thế nào không? Mẫu người con gái thì là cao một chút thì hơn 1m59 cho đến 1m65 trở xuống. Rồi dáng người cũng không mập lắm mà cũng không gầy lắm. Bạn cao bao nhiêu mà đòi con gái cao dữ vậy? Trên 1m7 chị ạ. Bạn có thần tượng một ai đó không? Có thần tượng chị Cát Tường. Cảm ơn bạn nha. Chút xíu nữa mình qua coi mặt bạn. Dạ. Bạn có người mẫu lý tưởng nào không? Không có một hình mẫu nào hết, nhưng mà như anh Quyền Linh là được rồi. Anh Quyền Linh chị cũng thấy được á. Hỏi nhỏ. Dạ. Bạn cao nhiêu? 1m55 ạ. Bên kia đòi 65 lận. Đi được không? Đó, quá. Dạ được. Quá được anh. Quá được ha. Dạ chào anh. Muốn chồng chưa? Dự muốn dự không. Sao vậy? Nếu mà tìm người được phù hợp thì rất là muốn. Còn bên này cũng muốn vợ đó, bắt buộc cuối năm cưới đó. Dạ. Bên này phụ nữ mình cẩn thận lắm. Để sẽ cân nhắc ạ. Nhưng mà đi xa quá, đi về tới ngoài Phú Thọ ngoài đó xa lắm, đi không? Thì nếu mà hợp thì có đúng thể. Đúng rồi, có yếu thể rồi. Đúng không? Dạ. Nè. Nói chung á là mình chưa gặp, mình chưa dám nói chắc chắn. Dạ, gặp rồi mà nếu đã chịu rồi là cái gì cũng được. Dạ, bây giờ rồi. Chị qua chị xem mặt, nhưng mà chị nhớ cái yêu cầu của em, chú trọng về nội tâm, về dạ. tính cách, ngoại hình không quan trọng. Dạ. Đúng không? Dạ. Bạn trai, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? À, không thích nhất là không trung thủy. Chị Cát Tường chị trung thủy lắm đó. Em thần tượng chị Cát Tường là do xem phim Huyền Thoại Tím nên em thấy chắc là chị cũng trung thủy. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, em chào chị. Anh rất là dễ thương. Dạ. Phát biểu cũng rất là dễ thương, mà đứng lên có cao nhiêu? Cái này đâu có được, ta bên này có 1m5 à. Rồi sao? Em không biết nữa. Bây giờ được hết trơn mà ta thiếu có 5 phân tất là coi như không được hả? Không đến được với nhau à? Chắc đeo dép 10 phân đó chơi. Bạn không thích cái gì ở người bạn gái? Đánh đá. Giống như chị vậy đó hả? Đúng rồi ạ. Thì sao em nói em thần tượng chị? Thần tượng thì là vẫn thần tượng chứ, còn Trung Hoa đánh đá thì đó do là tính cách của chị chứ. Là sao? Cuối cùng là em đang khen chị hay chê chị vậy? Nửa khen nửa chê. Giống bạn này bên này, nửa không. Muốn nửa không. Rồi, mình sẽ cho hai người. Thấy ổn rồi, khó chịu lắm nè. Được rồi đó. Quan trọng là bây giờ mình giao lưu cho hai bên cảm nhận về nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Kéo màn lên. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Chào em. Dạ. Chào em, anh tên là Linh. Dạ, em là Lan Anh. Anh làm công việc như anh nói đó, thì cái hoàn cảnh đưa đẩy hay là anh thích làm công việc ở đó? Anh học bên khối xã hội thì anh xin vào đó làm. Công việc đặc thù nên cũng không có ra ngoài. Cả tháng về có 2 lần thôi, mà dạ. Nếu mà có chuyện gì buồn là vài tháng về làm. Anh có khi nào anh nghĩ anh sẽ thay đổi cái công việc của mình không? Chắc chắn là không. Căng ạ. Ở trong đó giống như một xã hội thu nhỏ. Điều kiện trong đó thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn ở ngoài rồi. Và mình đang giáo dục thì phải giáo dục cho con em họ. Để sau này ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời, làm cho người ta hoàn lương á. Rồi cảm nhận của bạn về bạn nữ như thế nào? Thì cũng tròn tròn dễ thương. Nhưng mà
em không biết tiêu chuẩn của em 1m57 à 59 cho 1m65, không biết bạn thì vậy, hai em thì này tiêu chuẩn là làm cùng ngành nghề cho chia sẻ, cái này cũng hơi trái ngược ấy. Dạ, tại vì em cũng chưa có hình dung ra công việc của anh nên là em cũng không có cái không biết có điểm chung gì hay không. Chắc không không có rồi đó, bởi vì một bên là chữ một bên là số thì chắc làm sao mà chung được. Và bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam? Em cũng thấy anh có thể là một người chân thành, tìm bạn gái qua chương trình đó là rất là thực sự, tại vì anh cũng ba mấy tuổi rồi. Ý em nói anh ấy đó. Em nhận xét như vậy là quá tốt rồi, còn cái mẫu mình đưa ra đó là đầu tiên lý thuyết thôi, bây giờ thực tế mình gặp mình phải thay đổi suy nghĩ mình một tí. Dạ. Đúng không? Hai người nhìn nhau cười kìa, cười đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau cười đi. Có cảm nhận gì thấy gì trong đó không? Bạn nhìn thấy rõ bạn nữ không? Có. Thì bên đây không có nhìn thấy trong mắt bạn kia có cái gì. Bạn trai sao, dễ thương không? Thì thấy quá được luôn mà em. Em cũng bị cận mà em không mang kiến. Mang dự kiến vô đi em. Dạ, mấy chị. Mang kiến nãy giờ không thấy gì hết trơn, trời á. Khổ ghê. Rồi. Nhìn thẳng vô. Dạ. Đẹp không? Nó không mang lì. Thôi được rồi, hết giờ. Chúng ta hãy suy nghĩ. Đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Hãy sống bằng cảm xúc của mình, hãy bản lĩnh để nhận ra một điều rằng bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn. Không bấm hả? Chưa tìm thấy cảm xúc. Bạn nữ xinh đẹp thế này mà. Có lẽ vì hai tụi em chưa tìm thấy điểm chung rồi. Nhưng mà bạn thấy ảnh rất là dễ thương, rất là chân thành mà. Bạn cũng nhận xét như vậy, tại sao bạn lại không bấm nút? Nếu mà có cơ hội thì có thể em sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ đến thế này thôi. Tôi tưởng tôi đưa cặp mắt kiến cho bạn là bạn thấy rõ rồi là bạn đồng ý chứ. Dạ, vấn đề đến với nhau và còn nhiều yếu tố khác nữa chị. Dù sao thì đó là quyết định và sự chọn lựa của hai bạn. Mong rằng hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đó. Rồi, đây là tấm bóng em. Rồi để bên đây rồi bên nữ tặng quà. Chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Đúng rồi. Đâu cái gì? Cái gì mà? Dạ, cái cà vạt à. À, cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Tại sao lại tặng cà vạt? Con này em xin phép. Rất là đẹp luôn. Cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng em thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. Mà như một cái màu xanh. Màu xanh. Bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Để trói buộc hả hay là thắt cổ? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. À. Dạ. Ràng buộc, một sự ràng buộc nhẹ đúng không? Dạ. Rồi. Rồi sẵn đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Thì cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Dạ. Yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. À, cho nắm tay cái đi. Trời đất ơi. Yêu em giữ viện giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Đấy. Yêu em. Bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi, mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Bạn em trai. Dạ. Trước tiên em xin phép là chú Quyền Linh. Hôm nay con được xin gọi được anh, với cô Hồng Vân xin gọi được chị. Dạ thì con tên xin giới thiệu là con tên là Lê Thanh Điền. Sinh năm nay là 34 tuổi. Lớn lên và sinh ra và lớn lên ở vùng đất núi Bà Đen, Tây Ninh. Dạ thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đang công tác là công ty công nghệ robot và dạ nghề nghiệp là kế toán. Dạ. Điền làm kế toán hả? Dạ, em làm kế toán. 34 tuổi. Dạ. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3, công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Và nhà gái. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang.
theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Coi như nhỏ hơn bên đây 2 tuổi đó. Dạ. Rồi quê cưng ở đâu? Dạ quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy là mình làm nghề gì nè? Dạ con kinh doanh tự do ạ. Kinh doanh tự do. Dạ. Bây giờ bạn đang sống ở đây hay là dưới Tây Ninh? Dạ con đang ở Tây Ninh luôn ạ. À sống và làm việc ở Tây Ninh luôn. Dạ. Tây Ninh dạ. Kinh doanh online hả? Tự do. Dạ không, tại nhà con làm phân phối. À làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện gì? Huyện Hòa Thành. Huyện Hòa Thành có dạ. Gần không? Điện. Dạ đi cũng cỡ hai mấy cây. Hai mấy cây từ hả? Nhà em tới Hòa Thành hai mấy cây, tại gần núi gần chùa, đây là chùa Tòa Thánh á. À gần Tòa Thánh. Dạ. Tới đó Hòa Thành hai mấy cây, nó cũng dạ. Gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Ở chỗ đó thì em cũng biết đi, cũng đi nhiều cũng biết. Ở đó ai không biết, gần đó Hòa Thành cũng không có khó dạ. Để tìm ha. Dạ. Rồi. Rồi bây điểm mạnh điểm yếu của em bạn em trai bên kia. Dạ em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, rất là trung thực. Rồi năng động và rất là năng nắp gọn gàng, sống năng nắp gọn gàng. Biết là thích làm thơ với là thích ca hát, biết ca hát. À. Dạ. Và cái điểm yếu thì nó hơi gì bản thân thì hơi dễ xúc động. Dễ xúc động coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Với hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Thật sự thì em không khó, hiểu thì em hiểu em thì không khó, nhưng mà mình do mình kỹ tính thôi. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính kỹ mình tính ở dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Dạ, em xin phép. Rồi, mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, rồi có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải note lại cái giấy, con muốn làm cái gì con mới nhớ. À, vậy dạ. À. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Dạ. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ về đi, mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những dạ. Mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là dạ, sao? Là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là dạ. Mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Vậy đó hả? Mà mấy dạ. Lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng một thôi. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng thôi. Dạ, có người thì một tuần. Ồ. Dạ. Vậy là đâu có gì sâu đậm đâu đúng dạ, không? Dạ, dạ. Yêu... Cái người 6 tháng đó là hai bạn đã có một cái tình yêu mà đậm sâu với nhau chưa? Dạ chưa ạ. Tại chưa. Vì gọi là yêu xa. Tại vì con ở Tây Ninh còn người đó ở thành phố. Vậy đó hả? Dạ. Có nắm tay nhau chưa? Dạ có rồi. Có hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Có rồi luôn. Vậy dạ. Là cũng biết yêu là gì rồi đúng dạ, không? Dạ. Vậy là chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay được hơn năm rồi ạ. Hơn một năm dạ. Do là yêu xa đúng không? Dạ, không phải yêu xa nữa mà là hai người chưa có kết nối với nhau nhiều quá. Ừ. Dạ. Thì yêu xa cho nên mình không có cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau nhiều đúng dạ, không? Dạ, dạ. Ừ. Rồi. Coi như là mối tình 6 tháng sáng tháo đó ha. Sa- nói chung là cũng nhiều cái nữa. Nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, dạ em có một mối tình. Mấy dạ được cũng được 2 năm. 2 năm dạ. Cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không một mình chưa có. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Ừ. Thì tình yêu lúc đó thì 2 năm cũng chưa đủ lớn thì nó sâu đậm thì có nhiều cái thì tính cách mỗi người nó khác nhau nên không hợp nhau thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ gia đình có con. Cũng bạn ấy thì ở thành phố luôn, thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Rồi. Bây dạ. Giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng của mình cho bà mối qua nghe đi. Đây nãy giờ đứng ngắm nghía dạ, chàng trai. Dạ ừ. Em chào chị Vân. Rồi, thì em cũng rất là hâm mộ chị. Em cũng đang coi cái chương trình Red Drama đó.
Mai chạy đi đó, drama, để kia chạy đi. Dạ. Kia chạy đi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, vậy là tôi tìm mọi cách tôi phải mai mối rồi. Thì em làm vậy là chị mai mối với em, mọi cách mai mối cho đó, em. Đó, bằng mọi cách phải mai mối rồi. Dạ. Đó chứ bây giờ nè, nếu vậy thì bạn có thể cho tôi biết là cái hình mẫu lý tưởng của cái người con gái mà bạn thích là như thế nào không? Dạ thì em là người đơn giản thì mẫu con gái cũng đơn giản thôi. Như thì chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên. Thì dễ nhìn, dễ thương, rồi cân đối, rồi nước da sao? Đậm đen, da thì cũng nếu mà vừa trắng cũng được, không cần trắng quá. Trắng tốt không? Dạ. Trắng cũng được mà không trắng cũng không được. Thì kính trên nhường dưới. Dạ. Rồi tóc sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc ngang vai. Dạ bằng như cô như chị Hồng Vân vậy cũng được, đẹp rồi. Dài hơn được không? Dạ. Dài hơn được không? Dài hơn càng tốt, vì đó đẹp cũng nữa, là gọi là phụ nữ người Việt Nam đó. Chính xác luôn, người phụ nữ Việt Nam thì đẹp, tóc dài đó. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Ý là tóc natural hay là tóc nhuộm? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em thích thường thôi, được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Mẫu người phụ nữ Việt Nam. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Thủ thôi. Lương Bích Thủ, ca sĩ Lương Bích Thủ. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí thì có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Dạ. Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đâu ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Trời ơi, ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó, ông cứ chê bai người ta. Đâu có chê gì nè, đâu. Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Chàng gái đó. Bây giờ nghe chàng trai nói kia, em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Nhưng mà mình có bao nhiêu phần trăm những cái mà bạn đó đề ra? Mắt thì không đúng rồi. Mắt thì không được rồi. Tóc thì cũng không được rồi. Tóc được, thích tóc dài. Thích tóc dài. Dạ. Chứ có khuôn mặt mà không có miếng gì của Lương Bích Thủ hết trơn á trời. Cũng không có thân hình vậy luôn. Không tròn luôn á. Không, hình này đẹp á chứ. Tròn chi. Tròn chi mệt. Tròn mệt lắm. Làm chi em ơi. Tròn làm chi em ơi. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ con thích là người có bản lĩnh. Bản lĩnh. Dạ. Nói nghe nè, xưng anh đi. Xưng anh Linh đi chứ để ông khóc cũng tự kỷ. Không sao đâu, cứ kêu mà chú sao một đâu. Hôm nào mà chương trình bạn muốn hẹn không hò sao. Mà các cháu cứ gọi chú Linh hoài là tối chú Linh tự kỷ. Sao đâu, chú mới 49 thôi chứ nhiêu đâu. Con ba mấy chú 49 chứ nhiêu đâu mà dữ vậy. Dạ, vậy con xin phép xin xưng đúng anh. Rồi. Gọi con anh với chị bác đi. Không được không sao chứ. Giận lẫy đó, cái dòng giận lẫy nó lộ liễu với sợ luôn á. Mệt ghê. Sao vấn đề? Không có giấu được vô trong chú lòng. Già thì chú già chứ có gì đâu, có người già hơn chú mà. Có gì đâu lo. Dạ, à. Dạ. Sao là con cứ kêu thoải mái đi, không đề gì đâu. Dạ, anh Linh ơi. Dạ, anh Linh ơi. Ừ, đúng rồi, đó. Mặt tươi lên liền, thấy chưa? Đó, tươi mà nhưng mà mới được tưới liền á. Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm. Với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi à. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, không có ạ. Không có luôn. Không dạ. Có Lương Bích Thủ này kia. Dạ không có luôn. Dạ. Rồi thôi. Sao mình không nói là Quyền Linh? Sao mình nói là giống Quyền Linh á? Ôi trời ơi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con. Rồi mẹ rồi, bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh. Chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Nay cũng chào quý vị khán giả. Chào bên đàn trai. Cũng lên đây cũng nhờ hai anh Di lặn ghép hai đứa. Rồi cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Cơ hội là các bạn tự cho cô? Đó. Cô thấy đứa nhỏ này sao? Được. Được hả? Con bấm nút liền. Trời ơi mẹ dễ thương quá. Này. Trời ơi. Thấy mẹ có nói đơn giản thôi. Linh, bấm nút. Hồi nãy lúc Vân để ý lúc mà bạn bên kia nói là quê Tây Ninh đó là thấy mẹ. Nè, Tây Ninh ngon ha. Chị rước dâu cũng gần ha. Đưa dâu cũng gần nữa. Qua lại cũng gần. Rồi, khỏe rồi. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Rồi các dì. Và một sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi,
Chúc hai bà mẹ ra giao chào luôn. Chào anh Huyền Linh và chị Hương Vân. Tôi thì tôi là dì của cháu Thanh Điền. Theo dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Chuyện gia đình Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Yeah. Rất đặc biệt là có hiếu thảo cha mẹ. Yeah. Con giờ dì cũng nói là đến đây thì dì cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu? Mẹ đâu? À dạ mẹ cầm cái micro á, xong rồi hai mẹ ra đi đứng nói chuyện nhau cái coi. Đưa mẹ không, đàn mẹ, trai nè. Đó. Rồi mẹ đứng mẹ lên bên nói trai với mẹ bên đàn gái đây đi. Nè. Ra ngay thảm đỏ luôn. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đó. Đó. Hai bà xui yeah. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Đàn trai nói gì với đàn gái đi. Chị cũng cho hai con nó cơ hội nó gặp nhau cho nó nói sao cho hai đứa nó ra làm quen cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi ok liền. Ok liền. Hai bà xui ôm nhau cái đi. Trời ơi lâu lâu mới gặp mà Tây Ninh xong ca luôn. Xong ca luôn. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Rồi, vậy là vui rồi ha. Nói chung là mọi người cũng thấy ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Ông mở rào đâu rồi? Ông ngủ đâu không à? Có mở rào cũng ngủ không à? Chào em. À. Anh có chút quà gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Thì cái này không anh chỉ tặng để góp vô chương trình tin giúp phần một món quà thôi. Chứ còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là cái thắt, anh thắt cái tim bảy màu. Đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng dạ. cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao la phủ lại em, phủ dạ. phủ kính em để bảo vệ em. Dạ. Nhưng mà cho lý do gì bảy màu với anh? Dạ. Sao bảy màu với anh? Dạ thì tim gì nhiều màu dữ vậy? Một em đỏ em muốn là tình yêu nó có nhiều sắc màu, nó thay nó sẽ anh biến đổi rồi thì nó sẽ cảm thấy nó trường gần như là nó tô thêm cái tình cảm yêu nó thêm giàu giàu dạt hơn thêm thôi. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này. Đó là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đó. Rồi, đây là tấm phong của em. Rồi để bên đây, rồi bên nữ tặng quà. Chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. À, em cảm ơn anh. Mẹ em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Đúng rồi. Đâu cái gì? Cái gì mà? Dạ cái cà vạt ạ. À cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao lại tặng cà vạt? Tại sao lại tặng cà vạt? Con này em xin phép. Rất là đẹp luôn. Một cái màu em nó thích luôn. Đúng màu em thích. Đúng, đúng em không? Thích luôn. Em thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. Mà như màu phải màu xanh. Màu xanh. À, rồi giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? Để trói buộc hả? Hay là thắt cổ? À, dạ thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Ràng buộc, một sự ràng buộc nhẹ đúng không? Dạ. Rồi. Rồi sẵn đây anh cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Thì anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hẳn nói hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối cho anh yêu em. Dạ. Yêu em yêu cả trái tim, tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. Cho anh nắm tay cái đi. Trời đất ơi. Yêu em giữ viện giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bắt đầu thủy chung. Dạ. Em cảm ơn anh.
Dạ. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Chứ thấy bên con trai vũ bão quá. Dạ, vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. À, dạ. Anh cũng, em cũng biết hát đúng không? Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc xa xăm, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến nơi anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về về chỗ ngồi nói chuyện với nhau đi. Đó, đúng rồi, em quay qua bên đó. Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông Ba Mà Mối nữa. Thì em chỉ tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quyền Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ôi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì vậy? Dạ. Con này em à. Con này em giống... Linh, em Quyền Linh á, em ăn con gì vậy? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phải không? Mình con khác. Ủa vậy hả? Sao nhiều con vậy Linh? Con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Đồ đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Hả? Gà trống xong thấy cái gì chưa vậy? Ý là kiếm gà trống không có, em mua đại rồi đó. Trống phải thấy chứ. Không thấy gì thì thấy gà trống. Ý là em mua gà trống ở siêu thị á. Mà trống sao mặt máy quá vậy? Thì bây giờ mặt cái người được tặng sao thì nó y vậy thôi chứ. Nhưng mà thì thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gìn trách nhiệm trong gìn á. Thì chưa? Cũng giống phụ chính nữ thì thôi. Đảm đang việc nhà. Người là đàn ông của gia đình. Chân chất mộc mạc. Đúng rồi. À, dạ. Thôi hai đứa nói chuyện đi để thì, hết thời gian đó. Em cũng thích cũng đam mê, cũng thích anh Quyền Linh lắm. Thì nhất là bộ phim Đọc Tiền Sương Máu đó. Dạ, lúc đó anh Quyền Linh đẹp quá trời ha. Quá trẻ đẹp luôn, có để bù lâu nữa. Đúng rồi. Đẹp lắm. Giờ đỡ đẹp rồi. Giờ bớt chút đỉnh thôi. Không, giờ đẹp lão rồi. Thôi tập trung vào tình yêu hai đứa đi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Như thế nào? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á thì mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa. Thì thường ông bà người ta nó có câu là yêu là mù quáng. Có nghĩa là mình không phải là mù quáng là mình không có thấy đường, mà là mình thấy những điểm xấu của người ta. Thì mình tìm cách, một là nếu mình thích nghi, còn không là mình cố gắng mình để cho người ta biết cái đó để người ta sửa, chứ không có bắt ép gì hết. Không có cái tôi giữa hai người gọi là tình yêu chân chính, em nghĩ là vậy. Em có biết nấu ăn không? Dạ, hồi nãy em có chia sẻ là em biết nấu ăn. Anh cũng nãy cũng tập trung quá, cũng quên hỏi em á. Không biết em tên gì vậy? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ, em tên Trang. À, Trang. Dạ. Em nhớ anh Trang tên gì không? Trang có cần hỏi anh tên gì không? À, dạ, còn anh? Dạ, tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy là giờ họp rồi đó, hai người quên hết họp rồi đó. Em có tên của em luôn đi. Dạ, em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Trong cái giấy xanh tên Điền. Còn ai nhà, đứa nhà tên Trang á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời đất ơi, ta nói. Nghe cái câu đó trời, anh Quyền Linh nói là thấy cũng nghe sợ. Không có, Điền Trang. Ờ, Điền Trang, Điền Trang là một cái khu đất rất đúng là rộng. Rồi. Điền Trang tức là một cái trang trại lớn, thiệt lớn. Rất là giàu. Điền Trang chứ không phải là Nghĩa. Trời ơi. Trời. Rung quá. Điền Trang làm khu đất rộng lắm, giàu có lắm á hai đứa. À, là dạ. Chủ đồn Điền đó, chủ Điền đó. Dạ đúng dạ không? Dạ. Chủ Điền trại, một cái trang trại lớn. Hiện tại giờ em đang ở quê luôn hả? Dạ em. Quê luôn. Dạ em đang ở quê luôn. À, ý dạ. Em làm chủ hay là em đi làm thuê? Làm dạ. Dạ em làm tại nhà em. À. Dạ. Nghe không? Tại nãy Cương nói nhỏ quá đó Trang. Phân phối hóa mỹ phẩm tại nhà. Mình có mở spa luôn không em? Hay là chỉ phân phối mỹ phẩm thôi? Dạ em không có làm spa. Dạ. Thì thời gian em rảnh là lúc nào? Trong tuần á, thường rảnh những thời gian nào?
thường trong tuần rảnh là chắc thứ hai á. À, thứ hai hả? Dạ, tại thường thường thứ bảy chủ nhật là đơn nó nhiều á. Dạ. Rảnh là cả ngày luôn, tới tối luôn. Dạ, dạ, có khi tối khách cần thì em vẫn giao cho khách. À, không sao, thì nếu mà em bận mấy ngày mà anh nghỉ á, thì anh lên lên đó phụ em thôi, gì đâu. Dạ. Lên đó em phụ em nhận ship hàng cho em cũng được. Đúng anh rồi. Anh cũng là cũng từng nhận đi ship hàng rồi đi. Đi. Dạ. Chúng ta cũng đi, mình điểm đi hàng anh cũng không ngại vấn đề, anh đi lên xuống nhiều lắm. Chính xác. Hồi xưa là cái đường trường anh đi nhiều lắm, anh không có gian khổ, là anh không có ngại gì đó. Nên có gì nếu mà em sắp xếp không được, nghỉ thời gian anh nghỉ mà em lại làm thì anh hỗ trợ cho gì đó. Dạ. Mình cũng cùng tỉnh mà, cùng quê mà. Dạ. Live stream rủ anh, dạ, đi chồng dân live stream bán hàng luôn. Dạ. Trời ơi, thế Lê Dương Bảo Lâm ông hai vợ chồng nó bán mà tao nói quá trời bán luôn mấy đứa ơi. Đó. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. À, vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Dạ, thì chúc anh sẽ biết. À, biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Ừ. Đối với em thì hôn nhân, dặn như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào, nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Dạ. Tại vì cũng phải, dạ, lắng nghe rồi tôn, dạ, trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết, thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Cũng, dạ, đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà, dạ, cũng không có sống giả dối với nhau. Dạ đúng rồi. Cũng vẫn là em cứ dặn như là có ghen không? Hay là ghen hay gì không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không, dạ, ghen gì đó, chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao đó, không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, chứ tại... ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dạ, mình biết cách đúng ghen, đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa, ghen thì người ta mới yêu mình, mới ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm, thiệt là nhạt lắm. Thật sự là nếu mà mình không ghen là tình cảm dạng như mình chưa tới, hay là tính của em, tính là em như vậy. Dạ, tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Ý gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm, chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm, chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ từ tính sao đi. Tương lai đi. Đâu, bây giờ bạn này là kế toán nè. Thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như... lấy nhau rồi thì ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon ha. Dạ, vợ đầu giữ. Quá hả? Đúng, dạ, không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính đánh về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Nếu mà ngành nghề mà mỹ phẩm nữa thì rất là chuộng bây giờ. Nếu mà được thì cũng tương lai mình thành lập công ty rồi phân phối nhiều chỗ thì nó cũng kết hợp lại cũng được. Cũng tốt, rất tốt. Thì anh thì nó đó là anh là người rất trách nhiệm và rất là điềm đạm và rất dễ bị cảm xúc cảm động á. Thì anh thì nặng tình cảm lắm á. Ai mà dặn ai quý ai đó thì là quý rất là nhiều. Thật là sự rất là quý. Đó, tính em anh là đến nó vậy. Dạ. Rồi quan điểm về con cái thế nào, con trai con gái, dạ, gì đó thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà dạ, em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em, dạ, cũng tập sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. 32 rồi đó. Dạ. 32, dạ, sớm chút đi. Nếu mà tuổi em thì nếu mà được thì cũng hai là đủ ha. Em thích nam hay nữ? Dạ hay em gái? Đều thích nam. Em thích nam nữ đều được hết ạ. Thì anh cũng vậy, em cũng, dạ, thích nam nữ thì nó. Dạ. Thì mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Tính kết hôn.
tìm hiểu nhau nếu đủ đủ chính á. Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á, thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được, mà năm cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. Chứ nếu mà hai người tìm hiểu hoài mà không có ra cái vấn đề thì cho thời gian giờ 5 năm hoặc là 2 năm cũng không có ra. Thì 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. À, nhưng mà thì mình chịu khó, quan trọng là mình hiểu nhau, là tìm hiểu nhau, chịu khó. Quan trọng thời gian của em làm thấy có thời gian để nhắn tin đồ hay là gì không? Em cũng hơi ngại ngại cái vấn đề đó đó. Dạ. Dạ. Em hỏi anh có ghen không ạ? Anh thì cũng ghen đó, anh yêu cũng ghen, nhưng mà ghen đúng mực thôi. Ghen đúng nhiều không? Không, ít không nhiều. Em tại em sợ lắm. Em tiếp xúc nhiều. Dạ, công việc của em đàn ông hả? Dạ, đúng rồi. Em tiếp xúc nhiều, đi ra ngoài nhiều, đôi khi em đang bận á thì em không có nghe điện thoại đồ á, thì có khi nhiều người người ta ghen nhiều á thì không nghe, bắt đầu cái người ta gọi là bực dọc trong người lên á. Mất công đó. Dạ. Không, cái đó thì trong tình yêu mình quan trọng cái yếu tố đó là phải tin tưởng nhau. Dạ đúng rồi. Đó, tin tưởng nhau, hiểu nhau. Thì mình á, mình vẫn giữ đạo là được rồi. Mình dù tiếp xúc với ai chăng nữa, nhưng dạ, mà một lòng vẫn hướng về gia đình, hướng về dạ, người chồng yêu dấu của mình là được rồi. Dạ. Trời ơi, hướng về người chồng yêu dấu. Em bán hóa mỹ phẩm mà em đối tác em đàn ông nhiều lắm hả? Dạ. Trời ơi, vậy đàn ông này xài mỹ phẩm dữ quá ta. Dạ khách hàng á. Khách hàng còn đàn ông không hả? Đa phần. Trời ơi, đa phần đàn ông. Ủa, vậy là em bán, vậy là em bán những cái đồ cho nam nhiều hả? Dạ không có, quá phẩm là bán đồ. Son phấn đó. Quá phẩm cho người ta tiêu dùng hàng ngày á, cô Hồng Vân. Quá nhà phẩm cửa không, dạ, quá phẩm với mỹ phẩm. Cái đồ của Linh á. Hóa mỹ phẩm hả? Dạ. Hóa mỹ phẩm á, đồ lau nhà, nước rửa tay. Dạ dạ. Ông vợ hay đi chợ nó giữ ta. Được rồi, nói chung là ông giờ thay đổi hết rồi. Có thể xài mỹ phẩm, có thể tự đi mua hóa mỹ phẩm. Hóa mỹ phẩm đó. Dạ. Rồi, bây giờ này. Em dạ, nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Dạ. Nói đi rồi mình tiến hành bấm nút. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao. Là hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó. Hơn gần như vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Đúng rồi. Rồi thì anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì có duyên. Dạ. Này là thật sự là có duyên. Cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em, rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là bị chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông chính trách nhiệm, anh cố gắng sẽ cho em được hạnh phúc và dạ, vui vẻ. Hay sẽ... quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn. Quá wow, hay luôn. Khoan, trước khi bấm cho em hỏi câu anh có hay nói ngọt không ạ? Không, đôi lúc anh cũng có nói ngọt. Dạ như anh là, cũng có lãng mạn á. Ý là trong cuộc sống là anh nói ngọt hay là không thích nói ngọt? Em đối với anh đó hay sao? À, dạ, em nói ngọt anh, với anh hay sao? Không, anh đối với người khác á. Cũng có ngọt, cũng có. Anh thích ngọt, anh cũng thích ngọt. Bản thân anh thích ngọt thì anh cũng thích ngọt người khác. Ý là anh có thích nói ngọt không á? Đúng rồi, thích. Thích nói ngọt người khác. À. Dạ. Thì nãy giờ y chang vậy đó con người, sao nãy giờ cứ gọi là trình bày hết rồi. Nhưng mà ngọt không phải là ngọt, vấn đề mà mình nói giả dối, mà tấm lòng mình đó. Dạ dạ. Tấm lòng mình nói tức ra tốt ra. Em đó, phải nói em là một con người nhẹ nhàng, một con người dạ, lãng mạn. Dạ, đó, lãng dạ, mạn và là một người tinh đàn ông tế, nhẹ dạ, nhàng chứ không có hung dữ, không có cọc cằn, đúng không? Đó dạ, là như vậy đó cưng. Ông đây là một người chân thành đó, một chàng dạ, trai rất là dễ thương. Anh thấy rằng á là cậu này là con người rất là bản lĩnh và vững vàng luôn đó. Yeah. Biết cách giao tiếp, nói chuyện tốt. Mình không nghĩ kế toán là như thế. Thật sự những người kế toán họ rất là gọi là hơi khô khan chút xíu. Ha, nhưng mà anh chàng này cũng tương đối là ướt át đó nha. Tình cảm. Lãng mạn đó. Dạ. Không phải người ta bán robot mà người ta như robot đâu. Không? Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Tìm ra chưa? Dạ rồi. Rồi.
Xong ngồi chi mà khổ dữ vậy, lấy cái tay dầm qua. Không, ngồi sát vô. Ngồi sát vô. Ngồi vô giữa nè, vô giữa đi, vô giữa. Dạ rồi, rồi. Rồi. Bây giờ thì mình trò chuyện cũng khá lâu. Mình cũng nghe người thân góp ý. Mình cũng cảm nhận từ ánh mắt đến ánh mắt, cảm nhận từ trái tim đến trái tim, từ con người, từ cả cái tấm thân này ha. Tính mạng nữa. Tính mạng luôn nữa. Nói tóm lại là mình nhắm mắt lại, kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động, chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu mình chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Bởi vì chúng ta bấm nút là chúng ta lừa dối nhau. Nếu không cảm nhận được gì, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng cướp đi duyên nợ của người khác. Đơn giản là như vậy. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Bấm nút là trao duyên nha. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. 2 Chúc mừng. Yes. Nào. Giỏi. À, sẵn đây em xin góp vui một bài hát nữa. Nữa hả? Dạ, vui một bài hát thôi. Vui quá mệt đúng không? Dạ vui, rất là vui. Thì dạ, em xin hát bài hát Ngẫu Hứng Thiếu Cầu. Rồi bây giờ là phải hát cho tất cả mọi người thấy hát cái niềm vui của mình đi. Đó. Dạ. À, chuyến xây Tây Ninh gì đó. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây trái, một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương, thiền ái qua sông, giọng hò mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu, cầu mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, chiếc chuồng có trái tim. Thôi khỏi luôn đi, thôi khỏi đi. Rồi đó, vừa lắm đủ rồi. Rồi hát tùm lum hết trơn luôn. Tôi đang tình cảm hát hồi mất cảm xúc luôn à. Về tập lại chuyến xe Tây Ninh nha. Dạ dạ. Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón cô dâu về. Nhớ nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ nắm tay vô, đừng có buông tay nhau. Cặp này là được rồi đó, 32, 34. Nói chung là hợp lý, cũng tới giờ rồi, thấy không? Không có sớm, trễ rồi đó. Yeah. Còn sinh con đẻ cái càng nhiều càng tốt, như yeah, gái vừa mới nói. Yeah. Đứa bán robot, đứa bán mỹ phẩm. Công ty em là robot. À, robot hả? Dạ, với robot. Ủa, robot với robot mấy thứ? Thiếu chữ T, khác chữ T thôi. Robot là gì, robot là gì? robot là cái máy móc. Còn robot là con người. Là con robot đó hả? Đúng rồi, con người. Thôi không có bàn gì robot nữa. Bây giờ để chưa ta nói chuyện vậy. Ta nói chuyện với mẹ chút xíu đi. Em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình đó thì con xin phép. Anh để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang, và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ, với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ, nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà hay có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. Dạ. À, chào mẹ, chào gì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót thôi, con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Này được lắm ha. Bây giờ con thấy này được á cô. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của Trang. Đó. Dạ, được không bác? Vô mẹ. Được. Dạ.
Được à, có duyên lắm ha, dễ thương nữa. Bạn dạ, Trang nó cũng vô thế ghê luôn á, quẹt đó rồi dính liền. À, dễ thương, nó có duyên lắm á, được hai đứa thấy hợp lý. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Rồi đây là quà tặng của chương trình nè. Một cái voucher giảm 50% của đây nè, robot nè, robot nè. Đó, đúng không? Robot. Kì robot. Biết rồi, nhưng mà ý là anh nói robot là con người nè, nè coi robot đây không phải con người nha. Đây, máy móc mà những cái đồ làm lạnh cho gia đình nha. Đây, em món quà của công ty cổ phần quốc tế Safe Perfum. Rồi còn đây là cái máy nước nóng. Máy nước nóng hiệu Centong. Cưng cưng đưa đây cho Trang cầm luôn đi. Cưng cầm này đi. Máy nước nóng hiệu Centong nha. Của được nhập khẩu của Mã Lai. Còn đây là trời ơi, Atlantic được nhập khẩu ở Thái Lan. Không, cái này để cho em cầm đối phụ cầm rồi, giùm rồi, nặng rồi, quá. Đúng rồi. Về tặng cho hai mẹ nha. Đây là của bạn Trang đúng không? Em Trang. Không, bây giờ là của hai đứa luôn đó, của hai đứa thì bây giờ là tụi em sẽ được bảo hành 1 năm. Một đổi một trị giá là 7 triệu nha. Rồi, thôi, cố gắng chăm sóc mối tình này nha. Dạ. Chúc hai sẽ sớm tìm ra được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Dạ. Vậy nha Điền Trang nha. Trời ơi, tao nói quá trời. Cái rừng cao su ở Tây Ninh đó. Được chưa? Dạ rồi, anh được rồi. Được rồi, được rồi con. Về mua cao su, mua mấy rừng trồng mãng cầu á. Dạ. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ. Được rồi đó. Anh cảm ơn chương trình. Ừ. Để bạn gái đi trước đi đó. Đúng rồi, mình cả tính mạng bảo vệ bạn gái luôn mà. Em cầm con gà mái của em lên đi. Dễ thương lắm. Nói chung là những cái món quà của những cặp đôi chúng tôi rất là trân trọng và xem nó như một món quà, một kỷ niệm không bao giờ quên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi những cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi hạnh phúc sẽ sớm đến với họ.